Chào các bạn đã quay lại với chương lập trình React Native Coders Tokyo. Trong bài này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách mà chúng ta chuyển giữa các màn hình sử dụng một cái công cụ gọi là React Navigation. Thì đây là một cái công cụ được dùng phổ biến nhất hiện nay và thời điểm này thì nó phiên bản 3 chấm bao nhiêu đó. Thì để làm cái việc là gì? Buổi trước thì chúng ta học là cách xử lý sự kiện đúng không? Khi click vào một cái item này thì nó sẽ show chúng ta là một cái alert. Nhưng mà mình muốn là gì? Khi mà các bạn click vào nó nhảy sang cái trang mà chứa các cái sản phẩm ở trong cái danh mục này. Ví dụ đây các bạn nhìn vào cái clip mà mình quay lại lần trước. Đấy, khi bạn ấn vào một cái item thì nó sẽ chuyển sang cái trang sản phẩm này và các bạn có một nút back để quay trở lại. Thì cái kiểu trong lập trình mobile thì nó có rất nhiều cái kiểu là gì? Để chúng ta có thể navigate, tức là di chuyển giữa các cái screen, cái màn hình. Đấy là một cái kiểu, tức là gì, khi các bạn ấn vào nó nhảy sang một trang khác và các bạn có thể quay lại được trang trước, thì cái đấy nó gọi là stack navigation, các bạn nhớ cái tên. Tiếp theo là kiểu ở bên dưới này, khi các bạn ấn vào các tab khác nhau thì nó đổi các tab giống như Facebook ấy, thì cái đấy nó gọi là gì, tabs navigation. Thì tất cả cái đấy các bạn sẽ được học, nhưng mà trong bài hôm nay thì mình sẽ dạy các bạn cái về gọi là stack navigation nhá. Thì để làm, tức là đây các bạn sẽ cần chuẩn bị hai cái màn hình khác nhau. Thứ nhất là một cái màn hình gồm một các cái item như này, là cái mình đang có đúng không? Một cái màn hình khác là khi các bạn click vào để nó nhảy sang cái màn hình đó. Thì bây giờ mình đã có một cái màn hình rồi, mình cần phải chuẩn bị một cái màn hình nữa để mình có thể tạo được một cái stack navigation như vậy. Thấy chưa? Rồi, thì bây giờ mình đóng tạm thằng này vào đã. Đấy. Trước tiên thì mình cứ chuẩn bị hai cái màn hình cái đã. Xong rồi sau đó thì mình sẽ install cái thư viện là React Navigation này. Rồi chúng ta sẽ setup cho nó. Thì đây mình sẽ bắt đầu tách cái app này ra. Tức là gì? Trước đây thì mình đã viết, từ trước đến giờ là mình viết vào trong cái app.js này. Bây giờ mình sẽ tạo một thư mục mới. Không phải ở trong này. Thư mục mới nằm ở root luôn. Screens. Trong đây mình cho một cái màn hình này là gọi là gì? Category. .js đi, cái kiểu vậy. Mình copy hết tất cả thứ từ bên app này vào. Export ở đây là categories. Cái nào không dùng thì mình bỏ đi. Rồi. Vậy là mình có màn hình thứ nhất. Tiếp theo là cái màn hình thứ hai là cái màn hình ở bên trong một cái category, thì mình sẽ gọi nó là gì? Category số ít. Đấy. Thì mình sẽ copy hết thằng này sang đây và mình xóa hết tất cả các thứ không cần thiết đi. Ví dụ đây mình return về một cái flat list, thì thay vào đấy mình return về một cái view trống. Trong đây mình gọi là gì? Category. Mình viết category vào. Không cần cái state này, bỏ qua, bỏ luôn cái constructor này tại vì không dùng. Đó. Đổi tên cái thành category số ít. Thằng item này không dùng, bỏ qua. Thêm thằng view vào tại vì mình có dùng ở đây. Đó, vậy là mình đã chuẩn bị xong hai cái screen khác nhau. Bước tiếp theo là gì? Chúng ta sẽ phải install cái thư viện này. React Navigation, do ở đây là mình đang dùng npm nên là mình sẽ install theo kiểu là npm chứ không phải là yarn, ok chưa? Copy này vào npm install save này, React Navigation. Thì mình tạo ra một cái terminal mới và mình chỉ việc paste vào đây thôi. Nó install xong thì các bạn sẽ thấy nó trong cái file package JSON này, trong cái dependencies. Vậy chúng ta cùng xem cách sử dụng như nào. Đây là mình đang ở trong cái mục getting started, và để mà tìm cách sử dụng thì mình vào cái phần thứ hai này, menu thứ hai là Hello React Navigation. Mỗi phiên bản khác nhau có thể là cái menu nó thay đổi, các bạn chú ý. Thì ở đây mình muốn dùng là cái thằng Stack Navigator. Thì cái package này nó provide mình các cái method khác nhau, ví dụ như app container này nọ. Thì đây mình muốn dùng cái thằng gì? Stack Navigator. Đấy, thì mình import nó vào.
Ở đây mình import thẳng vào thằng app luôn nhé. Thì mình nên tạo ra một cái file khác đây, tạo ra bên ngoài này, gọi là app navigation navigator đây, js. Đó, mình sẽ bắt đầu import này. Mình phải import React trước này. Sau đấy là import gì? From React Navigation này. Mình sẽ import cái thằng create stack navigator. Có rất nhiều các cái kiểu navigator khác nhau. Ví dụ các bạn có thể create tab navigator thứ ở đây. Nhưng mà mình không dùng đến nên là mình bỏ qua. Tiếp theo cái method này các bạn sẽ phải truyền vào những cái gì? Ở đây mình copy thằng này vào đã nhá. Đó. Rồi cái stack này thì nó chứa hai cái màn hình mà mình đã định nghĩa ở trong cái phần screen này, thì mình sẽ phải import nó vào. Import category from chấm chéo screen đúng không? Chéo category. Tiếp theo là cái thằng category s nữa. Categories. Chấm chéo screen categories. Rồi, thì ở đây mình cho nó là màn hình gì? Category không phải home. Screen là cái categories. Tương tự như cái thằng kia. Yeah, hai màn hình. Như vừa nãy mình nói. Rồi. Category. Sau đó mình export thằng này ra. Before App Navigator. Xong. Sau đấy thì mình sẽ import cái thằng App Navigator vào thằng App. Bây giờ tất cả những thằng cũ mình có thể bỏ qua được đúng không? Đây không dùng đến. Bỏ qua. Đó. List item này bỏ qua, note. List flat list này không dùng, bỏ qua. Thằng này bỏ qua, note. Đó. Rồi. Ở đây mình giữ lại mỗi cái thằng style sheet thôi. Tiếp theo là mình có một cái method gọi là gì? Create app container ở đây. Thì chúng ta phải import vào. From React Navigation. Nó sẽ bao ngoài cái thằng App Navigator kia, thì mình phải import cả thằng App Navigator đúng không? From chấm chéo này App Navigator. Rồi sau đấy mình return ở đây. Đấy là gì? Các bạn nhìn trong cái ví dụ này, các bạn phải tạo ra một cái thằng App Container ngoài. Đấy, App Container bằng create App Container và truyền vào App Navigator. Và ở đây chúng ta trong method render chúng ta trả về cái thằng App Container thôi. Đấy là xong bước tiếp theo. Bước đầu tiên là chuẩn bị hai cái màn hình. Bước thứ hai là gì? Khởi tạo nó, đúng chưa? Setup nó. Thì đây nó bảo là gì? Không resolve được cái module là component category list item ở bên trong cái categories. Thì mình vào đây mình sửa lại là xong. Ở đây phải là chấm chấm chéo, tại vì là mình chuyển vào trong một cái thư mục con rồi. Và ấn vào reload JS này. Khả năng mình phải chạy lại cái server, tại vì là khả năng là cài một cái package mới nó bị lỗi. Mình phải start lại server. Nó chưa load vào, khả năng như vậy. Nghe có vẻ hơi lởm nhỉ. Rồi, bây giờ ok rồi. Thì các bạn thấy cái điểm khác biệt ở đây là gì? Nó tạo cho mình một cái thanh ở trên này và nó đẩy tất cả các thứ xuống. Các cái nội dung bên trong của nó xuống. Thì chúng ta phải configure cái thằng config cho cái thằng cái này nó gọi là cái gì nhỉ? Navbar đúng không? Thì các bạn sẽ config cho thằng đấy để nó có thể hiển thị được cái chữ gì đấy đây. Thì trong cái demo của mình làm thì mình hiển thị cái logo ở đây, nhưng mà đây trong bài ví dụ này thì mình sẽ hiển thị ra một cái dòng chữ gì đấy, ok chưa? Thì các bạn xem ở cái phần là configuring the header bar đây. Đấy, nó gọi là cái header bar.
Thì ở các cái screen các bạn có thể khai báo một cái biến static gọi là navigation options này. Ví dụ ở trong cái thằng categories này thì mình cho vào đây trên cái thằng constructor này một cái gọi là gì? Static navigation option title là để là home được nhỉ. Rồi để home đi. Đấy thì các bạn thấy đây nó là home nhá. Rồi. Tiếp theo là mình muốn cái thằng container này nó có padding top, nhìn ở trong nó đã bị cụt chuối. Đã bị sát ở trên, xấu đúng không? Đâu rồi? Không hiện ra. Xem nào. Đây mình đâu có để con à đâu. Đây container đây. Đây. Dạ vậy. Thế thì ở đây mình sẽ phải để là gì? Cho thằng này container nhá. Container style của thằng flat list này để là style.container. Rồi, đẹp rồi. Rất là đẹp. Bây giờ xử lý cái phần là chuyển giữa hai cái màn hình như nào. Thì do là các bạn đây nhá. Rồi. Thì trước kia mình hướng dẫn các bạn là mình cho cái method mình xử lý sự kiện ở bên trong cái thằng category list item này. Thì khi thằng này được click thì chỉ mình nó biết thôi, mà cái thằng bên ngoài nó không biết, thằng cha nó không biết, tức là cái thằng categories này không biết. Đó. Thì mình muốn là gì? Bây giờ mình chuyển mình sẽ cho phép là cái thằng category list item này nhận vào một cái prop khác gọi là on click hay là on press cái gì đó đi. Đấy, giả sử như này nhá. Mình viết code trước, mình viết cái cấu trúc mà mình mong muốn trước rồi mình code sau này. Thế đây là on press. Đấy. Sau mình sẽ xử lý là di chuyển màn hình ở trong cái component cha này chứ không phải là trong cái component con này. Tại vì là có thể là mình sẽ dùng cái component con này ở một cái màn hình khác. Đấy. Nếu mà mình để cái logic di chuyển giữa trang này sang trang khác ở trong cái thằng này thì nó không hợp lý, tại vì là nếu mà nó trang khác thì nó sẽ nhảy sang trang khác. Nếu nó trang này thì nó nhảy sang trang tiếp theo là cái trang sản phẩm đúng không? Đại loại là mình sẽ chuyển cái onPress này ra ngoài. Thì bằng cách nào? Cũng rất dễ rồi đúng không? Thì onPress này là một cái function. Thì ở đây mình chuyển vào nó như một cái props. Thì đây là onPress. Đấy. Thì onPress ở đây của cái thằng touchable capacity này mình không gọi alert nữa, mà mình gọi gì? Gọi thẳng cái hàm onPress này luôn. Đấy. Rồi, bây giờ mình bỏ cái alert này đi, không dùng đến. Clean up, xong. Bây giờ quay sang cái thằng trang chính. On press ở đây mình làm gì? Mình sẽ nhảy sang cái màn hình category này. Làm như nào? Thì bây giờ lại quay lại đọc documentation tiếp. Thì các bạn nhìn ở cái menu bên trái này thì thấy là moving between screens nhá. Thì như ở trong lập trình web thì các bạn dùng cái ahref như này, nhưng mà trong đây thì các bạn phải dùng gì? Thì ở mỗi cái screen khi các bạn define nó nằm trong một cái stack nào đấy thì nó sẽ nhận một cái prop gọi là navigation ở đây. Và cái navigation này nó có method là navigate đến cái màn hình mà các bạn muốn. Thì ở đây mình làm sao nhỉ? Lấy nó ra đã được chưa, bóc tách nó ra. Condition props. Các bạn phải đọc cái documentation thì mới biết thằng này nó ở đâu ra nhé. Ok chưa? Đấy, thì xong rồi thằng này mình sẽ cho nó là navigation.navigate. Dễ hiểu nhá. Đấy. Navigate sang màn hình nào? Thì navigate từ cái màn hình mà các bạn định nghĩa ở đây. Đây chính là category. Là tên cái màn hình đấy, category. Ok. Rồi lưu lại thử chạy xem như nào. Nếu mà mình ấn vào đây nó nhảy sang màn hình đó thì có nghĩa mình đúng. Nhưng trước khi mình nhảy sang màn hình đó thì mình muốn sắp cho cái thằng title cho nó đỡ xấu đã. Đó. Title ở đây là gì? Category. Sau này thì mình sẽ để là cái tên của cái category mà mình đang ở trong cho người dùng dễ hiểu là họ đang ở đâu. Rồi bây giờ cứ thế đã. Ấn vào này. Các bạn thấy là gì? Text string must be rendered within a text component. Thì cái thằng này nó phải nằm trong một cái thằng text component. Đấy là một cái lỗi. Yeah.
do đang làm web quen rồi cứ vứt text bừa chỗ này chỗ khác được, nhưng trong đây nó không thấy, nó rất là strict. Đấy thì các bạn thấy là gì, nó nhảy từ màn hình này sang màn hình kia và nó thay vào đấy là nó có thêm một cái nút back ở trên này nữa để các bạn có thể quay trở lại cái màn hình trước. Đấy, stack là gì, các bạn hình dung như là nó là nhiều cái lớp các bạn đặt chồng lên nhau đúng chưa. Ví dụ các bạn có cái lớp ở bên dưới này là trang category chẳng hạn, khi các bạn mở một cái màn hình khác thì nó sẽ đặt lên chồng lên trên cái stack đấy, và khi các bạn ấn nút home này để quay trở lại thì nó sẽ bỏ cái stack mà các bạn vừa thêm vào, tức là gì, các bạn thêm thằng nào vào sau thì sẽ bỏ nó ra trước, kiểu kiểu như vậy. Cái đấy gọi là cái stack nhá. Đấy là vì sao nó có tên như vậy. Thì đấy, vậy chúng ta đã xong cái phần di chuyển giữa các màn hình rồi. Bài sau mình sẽ hướng dẫn các bạn để truyền cái dữ liệu từ màn hình này sang màn hình kia để hiển thị. Ok, chào các bạn.